Xin chào quý vị khán giả của chương trình Chào Ngày Mới. Quý vị thân mến, chương trình Chào Ngày Mới sáng sớm ngày hôm nay xin được bắt đầu bằng gửi đến cho quý vị một thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9. Hòa chung không khí cả nước đang tưng bừng kỷ niệm những ngày lễ lớn tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Sáng ngày hôm qua mùng 5 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thức khai mạc. Đến dự có đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các vị nguyên là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng và 449 đại biểu chính thức. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhận xét, nhìn lại 5 năm qua trong bối cảnh quốc tế và trong nước vừa có những thuận lợi vừa có những khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phấn đấu rất quyết liệt, có nhiều sáng kiến để ứng phó vượt qua thách thức, tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Và thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương ý chí phấn đấu kiên cường, năng động, sáng tạo, tinh thần cùng cả nước vì cả nước của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, nhân dân thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tại đại hội, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày báo cáo chính trị, nêu rõ nhìn chung 5 năm qua, diễn biến phức tạp trên thế giới và những khó khăn trong nước đã tác động bất lợi, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu để ngăn chặn lạm phát, suy giảm kinh tế, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Vị trí vai trò của thành phố đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước ngày càng được khẳng định, tiếp tục có những đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hình thành những quan điểm chủ trương chính sách đổi mới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 10 của Đảng. Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 8 tháng 10 để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8, quyết định phương hướng nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đề ra những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015. Đại hội cũng sẽ bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Chuyển sang thông tin về tình hình mưa lũ ở miền Trung, thì tính đến hết chiều ngày hôm qua ngày 5 tháng 10, mưa lũ tại miền Trung đã làm cho 19 người chết và gần 62.000 ngôi nhà bị sập. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã di dời 5.154 hộ dân từ các vùng ngập sâu nguy hiểm đến nơi an toàn. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh, nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị khả năng tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Tình trạng ngập sâu ở Hà Tĩnh và các sông ở Quảng Bình vẫn còn tiếp diễn. Quân khu 4 đã cử lực lượng gồm 905 chiến sĩ, 650 dân quân tự vệ và các phương tiện gồm có 10 xuồng cao tốc, 25 ô tô các loại để tham gia đối phó với mưa lũ. Đặc biệt vào lúc 13 giờ ngày 5 tháng 10 thì Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều 2 máy bay trực thăng, 15 xuồng cao tốc, xe lội nước vào giúp cho tỉnh Quảng Bình. Máy bay trực thăng tiến hành thả hơn 1.500.000 gói lương khô, 15.000 gói mì ăn liền, 2.500.000 chai nước sạch hỗ trợ cho nhân dân vùng ngập nặng ở các huyện Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Tại Thừa Thiên Huế, sông Ô Lâu hiện đang vượt báo động 3 là 0,62m, khiến hàng ngàn nhà dân ở hai bên bờ thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị sát đó đang bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều đoạn đường thuộc tỉnh Lộ 6, tỉnh Lộ 17, tỉnh Lộ 4B, tỉnh Lộ 8A và 8B tại Phong Điền đã ngập nặng từ 0,5 đến 1m, chia cắt hàng ngàn hộ dân thuộc xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Trương, Phong Mỹ với bên ngoài. Thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, hiện đang có 1.720 ngôi nhà bị ngập bình quân 0,4m. Thừa Thiên Huế có hơn 2.000 hộ dân trong vùng bị ngập lụt. Đến thời điểm này đã di rời 150 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại Quảng Trị thì mưa lớn trên diện rộng toàn tỉnh và cường suất lũ trên các sông lên nhanh đã gây ngập lụt trên diện rộng, nhất là ở những lưu vực sông Thạch Hãn, sông Hiếu, Ô Lâu, Thác Ma. Một số tuyến đường ở vùng thấp trũng trên địa bàn huyện Hải Lăng, Triệu Phong vào nhiều vùng núi ở Đắk Rông, Hướng Hóa bị ngập sâu và chia cắt.
có trên 5.500 hộ dân đã bị ngập lụt và lực lượng chức năng đã di dời 710 hộ dân từ các vùng ngập sâu nguy hiểm đến nơi cao ráo và an toàn. Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã cử đoàn công tác đánh giá thiệt hại và cứu trợ nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ và xuất từ Quỹ Dự trữ Cứu trợ Khẩn cấp Nhân dân Quảng Bình và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 400 thùng hàng gia đình, 50 lờ bạc và 50 triệu đồng tiền mặt. Hỗ trợ nhân dân Nghệ An 200 thùng hàng gia đình và 50 triệu đồng. Tổng số tiền hàng cứu trợ đợt đầu cho 3 tỉnh là 820 triệu đồng. Thưa quý vị, miền Trung đang gồng mình gánh lũ và bên cạnh đó thì cũng phải gồng mình chống lại với dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm tới nay, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trong cả nước dù giảm khoảng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng dịch bệnh nguy hiểm này lại đang diễn biến khá phức tạp tại nhiều khu vực so với những yếu tố bất thường. Thống kê mới nhất của Cục Y tế Dự phòng và Môi trường cho thấy, tính đến đầu tháng 10, cả nước đã có khoảng 8 vạn trường hợp mắc sốt xuất huyết với 59 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2009, số ca mắc đã giảm 6,3%, số ca tử vong tăng 9 trường hợp. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế thì điều đáng lo ngại hiện nay là vì dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến bất thường. Nếu như ở cùng thời điểm này mọi năm thì số ca sốt xuất huyết thường tập trung ở phía Nam, thì nay khu vực miền Trung Tây Nguyên lại trở thành điểm nóng của bệnh. Điều tra dịch tễ cho thấy số người mắc sốt xuất huyết ở nhiều tỉnh như khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã tăng với 21.638 ca mắc và đã tăng 168%, kéo theo số ca tử vong cũng tăng mạnh. Trong khi đó thì ở miền Nam có 43.844 trường hợp bị mắc bệnh. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và một số các chuyên gia cho biết không có chủng virus mới gây sốt xuất huyết nguy hiểm hơn. Như vậy, các chủng virus gây bệnh sốt xuất huyết vẫn là những chủng cũ như là virus dengue, gồm có 4 loại: dengue 1, dengue 2, dengue 3 và dengue 4. Tại khu vực miền Nam và Tây Nguyên thì số người mắc cả 4 loại này, còn ở miền Trung thì chỉ có 3 loại: loại 1, loại 2 và loại 3. Trong khi đó, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, loại gây bệnh chủ yếu năm nay đó là loại 4, khác với chủng virus gây bệnh những năm trước đó là loại 1, loại 2 hay là loại 3. Điều này cho thấy là những loại virus gây ra sốt xuất huyết luân chuyển nhau và thay phiên nhau trong mỗi thời kỳ dịch. Số người mắc sốt xuất huyết tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tăng là do chu kỳ của dịch bệnh, hơn nữa do khu vực miền Trung và Tây Nguyên trước đó nhiều năm không có dịch sốt xuất huyết lớn, cho nên tỷ lệ người miễn dịch thấp dẫn đến số người nhạy cảm với dịch bệnh này tăng cao khi có muỗi nhiễm virus truyền bệnh là dịch bùng phát. Một vấn đề khác cũng đáng lưu ý là hiện nay ở nước ta, các chủng virus gây dịch bệnh sốt xuất huyết đang lưu hành song trùng với chủng virus có tên là chikungunya. Qua phân lập virus chikungunya của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trên các mẫu huyết thanh cho thấy chưa có bằng chứng khẳng định chủng virus này gây ra dịch bệnh sốt xuất huyết, nhưng cũng cần phải hết sức cảnh giác vì virus chikungunya cũng gây bệnh giống như dịch bệnh sốt xuất huyết vậy. Cũng liên quan đến lĩnh vực sức khỏe là một thông tin về phát động chiến dịch truyền thông vận động hiến tặng giác mạc ở Việt Nam. Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cùng với tổ chức Orbit ở Việt Nam và Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp tục phát động chiến dịch truyền thông vận động hiến tặng giác mạc ở Việt Nam nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động đăng ký hiến tặng giác mạc. Chiến dịch truyền thông vận động đăng ký hiến tặng giác mạc ở Việt Nam đang được thực hiện thí điểm tại 10 tỉnh thành đến nay và có hơn 30.000 người Việt Nam đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Ở Việt Nam, trong số hơn 1 triệu người khiếm thị thì hiện có trên 300.000 người bị mù do bệnh giác mạc, trong đó thì khoảng 150.000 người mù cả hai mắt, sống trong cảnh mù lòa và đang mong chờ được ghép giác mạc để có ánh sáng, trong khi nguồn giác mạc hiện nay thì còn quá ít. Hiện nay qua thăm dò thì chỉ có 15,7% số người dân được hỏi đồng ý hiến tặng bộ phận cơ thể, mô và giác mạc, và số người đồng ý hiến tặng sau khi tử vong là 45%. Và theo như kế hoạch thì bắt đầu từ năm nay, mỗi năm ngân hàng mắt do Orbis hỗ trợ tại Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ thu nhận được 330 giác mạc từ những người tình nguyện hiến tặng ở trong nước. Trước đây thì nguồn giác mạc được ghép chủ yếu do tổ chức Orbis tài trợ với khoảng 100 giác mạc mỗi năm, phục vụ công tác cấy ghép phục hồi thị lực cho người bệnh nhân bị mù giác mạc. Từ khi ngân hàng mắt đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 7 năm 2007, sau khi luật hiến mô ghép tặng có hiệu lực chính thức, thì đến nay ngân hàng đặc biệt này mới chỉ thu nhận được 138 giác mạc từ 70 người hiến. Nhu cầu nhiều nhưng khả năng đáp ứng thì còn rất hạn chế.
Thời gian hoạt động trong gần 3 năm qua, nguồn vốn của ngân hàng này chưa khi nào dồi dào và đang rất cần sự chung tay làm giàu thêm nguồn vốn nhân đạo này từ mọi tầng lớp nhân dân, từ nhiều tấm lòng nhân ái để có thể đem lại nguồn sáng quý giá cho những người khiếm thị. Và chúng ta đang bước vào quý tư của năm 2010 và thường vào những dịp cuối năm thì nhu cầu lao động ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh thường tăng cao. Và cụ thể là theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, căn cứ vào thực trạng và nhu cầu tuyển dụng lao động ở các doanh nghiệp trong 3 tháng cuối năm 2010, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần 50.000 lao động cố định và 30.000 lao động việc làm thời vụ bán thời gian. Và do bước vào những tháng cuối năm nên nhu cầu tuyển dụng lao động ở các doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt là những lao động thời vụ để hoàn thành kế hoạch sản xuất năm và phục vụ vào các dịp lễ Tết. Và theo như ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thì ông có ý kiến rằng là những tháng cuối năm các doanh nghiệp sẽ ít đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực như là các tháng đầu năm, bởi vì có cái sự cải thiện trong quan hệ lao động và đặc biệt đó là có những cái hiệu ứng tích cực từ chính sách tiền lương. Đồng thời thì đây cũng là dịp mà các em học sinh trung học cũng như là các bạn sinh viên đại học vừa tốt nghiệp và ra trường nên nguồn cung nhân lực khá là dồi dào. Các ngành thu hút nhiều lao động vẫn là marketing, nhân viên kinh doanh, dịch vụ, chế biến lương thực và thực phẩm. Một số ngành thì vẫn tiếp tục khó tuyển lao động là vệ sinh công nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp, phục vụ quán ăn và dịch vụ công cộng. Và năm 2010, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giải quyết việc làm cho 270.000 lao động. Theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thì trong 9 tháng đầu năm nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 222.400 người. Thưa quý vị, sau các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và các vấn đề dân sinh thì bây giờ chúng tôi cũng xin được chuyển qua một số các thông tin văn hóa. Chúng ta cũng biết rằng là ngay trong lễ khai mạc thì Hoàng thành Thăng Long của chúng ta đã được công nhận là di sản ký ức thế giới do tổ chức UNESCO công nhận. Còn bây giờ mới đây nhất thì bức tranh ghép gốm sứ sông Hồng thì cũng được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới chính thức tuyên bố đạt kỷ lục thế giới. Đây là đoạn tranh hoa văn Việt Nam trong dòng chảy lịch sử có chiều dài 810 mét, tổng diện tích hơn 1.570 m2, đã phá kỷ lục là bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới do Trung Quốc nắm giữ trước đây. Ngày 5 tháng 10 thì tại Hà Nội đã diễn ra lễ khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội cho công trình nghệ thuật công cộng Con đường gốm sứ ven sông Hồng. Và tại buổi lễ, đại diện tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức tuyên bố và trao bằng công nhận công trình lập kỷ lục mới là bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới. Sau 4 năm triển khai thực hiện từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 10 năm 2010 thì dự án này đã thu hút được sự tham gia của 20 họa sĩ Việt Nam, 15 họa sĩ đến từ 10 quốc gia như là Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Mỹ, Argentina, Anh, v.v. và 500 em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế, 50 sinh viên mỹ thuật, hơn 100 nghệ nhân và thợ thủ công từ nhiều địa danh và làng gốm truyền thống như là Bát Tràng, Phù Lãng, Chu Đậu, Bình Dương, Vĩnh Long, Bảo Trúc, v.v. Con đường gốm sứ có tổng chiều dài là 3,85 km và diện tích đạt 6.950 m2. Các đoạn tranh ghép gốm sứ rực rỡ sắc màu, đa dạng về phong cách sáng tác và chủ đề thể hiện, kéo dài từ cửa khẩu An Dương đến đường Yên Phụ, dọc theo phố Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư đến cửa khẩu Vạn Kiếp. Đoạn tranh hoa văn Việt Nam trong dòng chảy lịch sử đã phá kỷ lục bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới do Trung Quốc nắm giữ là 1.494,4 m2. Nếu như mà quý vị có được trực tiếp và đến để thưởng lãm cái bức tranh gốm sứ lớn nhất thế giới này, hoặc là chúng ta theo dõi qua các phương tiện truyền thông thì cũng thấy bức tranh gốm sứ đã diễn tả rất là đầy đủ nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và nét văn hóa của Hà Nội nói riêng. Và không phải chỉ thể hiện ở bức tranh này mà trong rất nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật khác thì nét văn hóa của người Tràng An bao giờ cũng mang những cái phong cách rất là riêng biệt, có đúng không Tấn Nam? Thực sự thì có một điều rất là thú vị, đó là đâu đó trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta vẫn có thể tìm thấy những cái nét văn hóa Hà Nội trong lòng những thành phố hiện đại. Ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Như quý vị cũng biết là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì cũng được xem là nơi đất lành chim đậu, là nơi mà là quê hương thứ hai của rất là nhiều người ở trên khắp Việt Nam, kể cả những người nước ngoài nữa. Ở Sài Gòn có những khu đặc trưng dành cho người Nhật, người Hàn Quốc hay là người Hoa chẳng hạn, và đặc biệt là những khu vực dành cho người Hà Nội. Với người Hà Nội thì qua nhiều thế hệ di cư
vào một thành phố sôi động, nhộn nhịp như là thành phố Hồ Chí Minh, không tự xây nên những khu dân cư riêng biệt, nhưng mà phong vị nếp sống của người Hà Nội thì luôn lan tỏa trong lòng Sài Gòn như mùi hương của hoa sữa thoang thoảng mỗi độ thu về. Và trong những cái ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long như thế này, với những người con Hà Nội xa xứ thì luôn luôn ngưỡng vọng về thủ đô. Bởi vì rất là nhiều lý do nên chúng ta không thể có mặt để chung vui với người dân thủ đô Hà Nội trong dịp đại lễ này. Thế nhưng mà xin được thay mặt cho những người Hà Nội thì cũng xin được gửi tới một lời chúc mừng tới tất cả những người dân của thủ đô Hà Nội trong những ngày đại lễ này. Và không bao giờ là quá ồn ào, nhưng những dấu ấn của Hà Nội thì luôn được tô đậm trong lòng thành phố Sài Gòn một cách duyên dáng. Có lẽ chúng ta không bao giờ quên được những con phố tại khu dân cư K30 ở quận Tân Bình, nơi mang đậm những nét hài hòa của con phố thợ nhuộm tím ngát bằng lăng. Mỗi khi hè về, khu dân cư Yên Bình phía sau Hồ Thủ Lệ, vân vân, lẫn trong không gian kiến trúc của Sài Gòn. Nhưng lối thiết kế của đa số nhà cửa, biệt thự nơi đây vẫn thấp thoáng phong cách trầm lắng, kín đáo của người Hà Nội. Và ấn tượng với chúng tôi nhất là khi đi ngang qua những con phố như thế này, đó là vẫn còn đó những khung cửa được sơn màu xanh lá cây. Cũng khó lý giải là vì sao người Hà Nội rất là thích sơn khung cửa, những cái cửa cổng hoặc là cửa sổ bằng màu xanh lá cây. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi những tòa nhà có tường vàng và cửa màu xanh lá cây kiểu Pháp vốn rất phổ biến ở Hà Nội. Và thêm vào đó, màu xanh cho chúng ta cảm giác gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ. Vì thế tâm hồn mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thoát hơn. Ở các ngã đường thì những người tập thể dục buổi sáng thỉnh thoảng lại chào nhau bằng giọng Hà Nội. Và dường như nét sinh hoạt văn hóa của Hà Nội vẫn diễn ra đều đặn và có thể nói là một cái dòng chảy rất là mạnh mẽ trong lòng Sài Gòn. Có một cái không gian Hà Nội xưa mà chúng tôi đã có dịp ghé thăm vào cuối tuần, đó chính là ngôi nhà lưu niệm của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi, cây đại thụ của nền nhiếp ảnh Việt Nam. Đây là nơi đã và vẫn thường xuyên được các nghệ sĩ lớn ghé thăm, lưu giữ trên 200 tác phẩm ảnh đen trắng. Và cuối tuần thì những người bạn Hà Nội lưu giữ thói quen đàm đạo trong không gian trám đầy bằng những tác phẩm nghệ thuật đậm đà bản sắc Hà Nội. Chỉ cần một đĩa chả đẩy, một ít lạc rang húng liều, một đĩa bánh bột đậu trong veo, một cốc nước chè thơm lừng đã làm cho câu chuyện của họ thêm phần thanh lịch quý phái. Một cái lý do là rất quan trọng là cái con người á, mà có cái truyền thống Hà Nội xưa, tức là rất nhiều đời, và nghĩa là tiếp thu được những cái tinh tế tinh hoa của văn hóa Hà Nội. Thế thì cái gia đình đó tiếp tục truyền đạt, dạy dỗ con cái của mình. Và khi mà người ta có một cái bề dày, có một cái truyền thống đó, đó thì nó vào trong máu thịt. Thì như vậy người ta giữ được. Và nhất là khi đi xa đấy, thì thường thường người ta lại thương nhớ, tức là hoài niệm, và ta muốn giữ những cái mà người ta yêu mến đó. Xung quanh tôi thì có nhiều những cái ảnh của ông cụ tôi đó về phong cảnh Hà Nội, thì dĩ nhiên là tôi nhớ lại cái thời thơ ấu mà tôi đã được sống ở đó, nhất là những thời đó là tôi còn đi học, bố còn nhỏ đó, thì những cái cầu Thê Húc này, đền Ngọc Sơn này, Thấp Rùa này, Văn Miếu này thì chúng tôi có được đi chơi được cả rồi. Và khi đi học đó thì đi cái đường Trần Hưng Đạo thì hai bên có hai hàng cây sấu đó, những cái đó nó cũng ảnh hưởng ghê lắm. Không phải ở bất cứ đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp được một chiếc chiếu đỏ ca trù trong một không gian Hà Nội ngay tại nhà riêng của mình như tại nơi đây. Ca trù là một bộ môn nghệ thuật truyền thống lâu đời, hết sức độc đáo và có ý nghĩa đặc biệt trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam, gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, âm nhạc, mang tư tưởng và triết lý sống của người Việt sâu sắc. Như vậy, để thấy hết cái tình yêu quê hương không chỉ thể hiện qua việc giữ gìn bản sắc trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, mà còn sống dậy bằng sự cố gắng khôi phục, xây dựng những giá trị văn hóa cũ đất Bắc trong lòng một thành phố trẻ. Thế nào là một số biểu hiện có thể nóng trong người? Khô môi, nổi mụn, đau họng. Nóng trong người. Trà Đốc Tơ Thanh, công thức lưu truyền ngàn xưa với 9 loại thảo mộc cung đình, nay được công nhận giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả. Oh,
Pacific, mãi mãi trẻ trung. Xanh không độ với chiết xuất chất chống oxy hóa EZCG từ lá trà xanh, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, cho bạn tươi tỉnh và thư giãn. Trà xanh không độ, giải nhiệt cuộc sống. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng quan tâm đến câu chuyện về sức khỏe. Đó là chuyên mục giải khát và sức khỏe rất quen thuộc của chương trình Chào Ngày Mới. Khi xã hội ngày một phát triển, cuộc sống cũng ngày càng được nâng cao hơn nữa, và trong cuộc sống hiện đại đó thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được mọi người quan tâm hơn, bởi vì chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe như ung thư, bệnh viêm nhiễm, nội nhiệt. Và một trong những vấn đề thường gặp với hầu hết mọi người đó là tình trạng nội nhiệt, hay còn gọi là nóng trong người. Và xuất phát từ điểm này mà con người đã tìm đến những cái biện pháp giải nhiệt, giải độc cho cơ thể. Và trước khi mà chúng ta tìm ra những cái biện pháp để có thể giải nhiệt cho cơ thể thì chúng ta cũng phải biết rõ là yếu tố nào gây nên nhiệt ở trong cơ thể để chúng ta có thể phòng tránh một cách tốt nhất. Theo như y học cổ truyền, nội nhiệt có liên quan đến các nội tạng như là tâm can, tỳ, phế, thận. Ngũ tạng trong cơ thể sẽ phản ứng theo mùa, thời tiết, những ảnh hưởng từ bên ngoài, ví dụ như là ô nhiễm môi trường. Nếu chức năng hoạt động của các tạng phủ quá yếu thì sẽ không thể thải các chất độc sinh ra trong quá trình chuyển hóa gan và thận, gây nên suy yếu. Chức năng thanh lọc không đủ sức giải độc, làm độc chất bị tích tụ lại, và chính những độc tố này đã tạo môi trường thuận lợi để phát sinh mụn nhọt, mẩn ngứa hay là dị ứng. Và bên cạnh đó thì không chỉ do những cái yếu tố phía bên trong cơ thể chúng ta bộc phát ra ngoài, mà còn có rất là nhiều những yếu tố ảnh hưởng tới nội nhiệt của chúng ta là do chính chúng ta đưa vào bản thân. Ví dụ như là uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, đây là những chất kích thích làm tổn hại đến gan và phổi. Thói quen ăn uống thực phẩm nhiều dầu mỡ và gia vị nóng cũng là một trong những yếu tố như vậy. Hoặc là có thể là do chúng ta làm việc, hoạt động ngoài trời, du lịch dã ngoại cũng làm cho cơ thể mất nước và gián tiếp khiến cho nội nhiệt của chúng ta tăng cao. Thức khuya, mất ngủ kéo dài sẽ dẫn đến mệt mỏi, rối loạn nhịp tim. Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực công việc, những stress, lao tâm, lao lực cũng dẫn đến nội nhiệt. Theo các bác sĩ, uống quá ít nước không đủ làm mát cơ thể và gây khô táo trong người. Đặc biệt khi sử dụng nhiều loại hóa chất như là uống thuốc trong giai đoạn điều trị bệnh cũng làm cho cơ thể sinh nhiệt gây nóng trong người. Và khi bị nội nhiệt thì nhiều người không để ý hoặc không quan tâm đến hiện tượng tưởng chừng như nhỏ nhặt này, nhưng vì vậy mà dễ dẫn đến những tình trạng không tốt cho sức khỏe. Cụ thể như nhiệt độc tích tụ lâu ngày sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch trong cơ thể, dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Và nhiệt độc lâu ngày còn có nguy cơ thâm nhập vào phần huyết gây chứng huyết nhiệt, và có thể dẫn đến sốt cao, xuất huyết dưới da hoặc là chảy máu cam, rối loạn thành mạch. Thiếu tân dịch, mất nước quá nhiều cũng dẫn đến những cái tình trạng như là tiểu ít, rối loạn chất điện giải. Vì vậy, để giảm nguy cơ nóng trong người là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm để có sức khỏe tốt, cơ thể khỏe mạnh. Có nhiều cách đơn giản để có thể làm giảm nóng ở trong người, ví dụ như là có chế độ ăn uống điều độ, hạn chế các loại thức ăn gây nóng cho cơ thể, không sử dụng các chất kích thích, đặc biệt là chúng ta nên bổ sung các loại thức ăn làm mát cho cơ thể, ví dụ như là canh khổ qua, canh mùng tơi, canh mướp hay là canh rau má. Các loại trái cây có tác dụng thanh nhiệt như cam, bưởi, thanh long cũng rất là tốt cho sức khỏe, hoặc là các loại chè như là chè đậu xanh, chè hạt sen, chè đậu đen cũng rất là tốt nếu như chúng ta lựa chọn dùng mỗi ngày. Bên cạnh đó thì cũng nên sử dụng các loại nước có tác dụng làm thanh nhiệt cơ thể. Khi uống một ly nước mát thì chúng ta không những có thể cảm nhận ngay lúc đó mà còn có tác dụng về sau. Có thể kể đến các loại nước có thể sử dụng hàng ngày có công dụng thanh nhiệt cơ thể một cách hữu hiệu như là nước bột sắn dây, nước rau má, nước chanh. Và theo kinh nghiệm dân gian thì chúng ta có thể sử dụng những loại thảo mộc được chế biến từ thảo dược có tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt mát gan, chống khô táo trong người.
người như tiên thảo, còn gọi là xương sáo, kim ngân hoa, hạ khô thảo, mộc miên hoa. Các vị này thường dùng nhiều trong đông y để điều trị bệnh, và mỗi vị đều có một công năng và tính vị khác nhau, nhưng kết hợp lại sẽ tạo thành một thức uống giải nhiệt và giải độc cho cơ thể. Qua những cái sản phẩm mà chúng tôi đã có giới thiệu đến quý vị thì chúng ta cũng thấy là để làm mát thanh nhiệt cho cơ thể thì tất cả những sản phẩm đều phải xuất phát nguồn gốc từ thiên nhiên, như vậy mới có lợi cho sức khỏe của mỗi người. Và tùy vào điều kiện, chúng ta có thể kết hợp nhiều cách để vừa phong phú về cái phần vị thưởng thức mà vừa có thể cơ thể chúng ta tiếp nhận được tốt hơn những cái sản phẩm dinh dưỡng này. Và hy vọng rằng qua chuyên mục giải khát và sức khỏe ngày hôm nay thì Chào Ngày Mới đã giúp cho quý vị có thêm một lựa chọn tốt trong việc chúng ta chống lại nội nhiệt trong cơ thể. Và chuyên mục giải khát và sức khỏe cũng đã khép lại chương trình Chào Ngày Mới sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng sẽ được gặp lại quý vị trong sáng ngày mai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình. Rất mong quý vị sẽ phản hồi cho Chào Ngày Mới bằng cách gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 2211 7979 hoặc gửi email qua địa chỉ chaongaymoi@vision21.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Được phát hành tại các đại lý và nhà sách trong thành phố. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại 38299045 39104521. Quý khách có nhu cầu giao hàng tận nơi tại thành phố Hồ Chí Minh xin vui lòng liên hệ số điện thoại 39306197 39306199. Bạn yêu thích nấu ăn, bạn mới bắt đầu làm bếp, bạn muốn trở thành người phụ nữ đảm đang, hãy đón xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình sẽ mang đến cho các bạn những món ăn ngon, đa dạng theo các mùa, các miền, cả món chay, món mặn, đơn giản, dễ nấu, không tốn nhiều thời gian. Hãy đón xem Món Ngon Mỗi Ngày 11:50 trên kênh HTV7. Bạn quan tâm tới sức khỏe và sự phát triển của bé. Bạn muốn giúp bé tăng cường miễn dịch hay muốn bé có trí thông minh vượt trội? Hãy đón xem chương trình Nuôi Con Khỏe. Chương trình Nuôi Con Khỏe với sự tư vấn của các bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng sẽ giúp bạn chăm sóc bé tốt hơn. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:35 trưa thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Bạn đã thực sự biết cách xử trí khi bị bong gân, trật khớp, sốt cao, co giật, bỏng hay ngộ độc chưa? Chương trình Bác sĩ gia đình hoàn toàn mới với 3 khách mời nổi tiếng sẽ cùng tham gia trắc nghiệm kiến thức, xử trí ban đầu cùng khán giả dưới sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn. Chương trình sẽ mang đến những giây phút thư giãn và học hỏi cho quý vị. Hãy đón xem chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 18:25 tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới hôm nay ngày 7 tháng 10, và hôm nay cũng là ngày thứ ba đã diễn ra đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9. Nhưng mà trong chương trình hôm nay chúng ta cũng biết là đại lễ Thăng Long Hà Nội đang tiếp tục diễn ra, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 và đến nay đã đi được là 7 ngày, coi như 6 ngày, và hôm nay là ngày thứ 7. Thì trong chương trình hôm nay chúng tôi cũng sẽ dành một số thời lượng để nói về cái dịp kỷ niệm này với những cái gì liên quan đến Thăng Long Hà Nội, những nét văn hóa trong tất cả mọi cái sinh hoạt đời thường rất là dễ thương của những người của thủ đô
của chúng ta và của những người Hà Nội. Nhưng trước hết chúng ta hãy nói về cái tác hại của những cái cơn lũ vừa qua tại miền Trung cho cái tình hình mưa bão và cứu trợ cho miền Trung ra sao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, mặc dù hiện áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển hoặc là di chuyển rất là chậm về phía Bắc, nhưng sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới vẫn mạnh cấp 6, cấp 7, tức là cái sức gió nó thổi từ 39 đến 61 km một giờ. Còn khi mà nó giật lên thì là tới cấp 8, cấp 9, làm cho biển động mạnh. Hiện lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang xuống, nhưng do nước rút chậm nên tình hình ngập lụt ở vùng trũng, vùng hạ lưu tại Hà Tĩnh và tại các sông ở Quảng Bình vẫn còn tiếp diễn. Và thiệt hại do lũ lụt gây ra tại miền Trung vẫn tiếp tục tăng lên mỗi ngày. Tính đến 15 giờ ngày hôm qua, ngày 6 tháng 10, số người chết do lũ lụt đã lên đến 29 người. Có 40 tàu bị nạn, bị chìm, trôi dạt, song không có ngư dân bị thiệt mạng. Hà Tĩnh có 82 xã của 9 huyện bị ngập lụt, Quảng Bình bị ngập tại 6 huyện với 34.650 nhà. Quảng Trị ngập lụt 52 xã, phường của 8 huyện, thị xã, thành phố với số lượng là trên 10.000 nhà. Thừa Thiên Huế hiện còn ngập lụt 7.200 nhà tại thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền. Các hồ chứa thủy lợi từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhìn chung mực nước đang ở dưới mức thiết kế. Một số hồ, mực nước cao hơn vượt thiết kế đang xả lũ theo quy trình đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Có lẽ là tất cả chúng ta không khỏi xót xa khi phải chứng kiến cảnh đồng bào miền Trung, nhất là các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Bình, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Cũng chính vì vậy mà vào ngày hôm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ra lời kêu gọi các tỉnh, thành hội trong cả nước tổ chức vận động trong cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức cá nhân ủng hộ trợ giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Đợt vận động ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ khắc phục hậu quả thiên tai sẽ kéo dài cho đến ngày 15 tháng 11. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua 6 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển khẩn cấp số tiền là 3 tỷ 500 triệu đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố để cứu trợ đồng bào các vùng bị nạn, chia sẻ những đau thương mất mát và những khó khăn của đồng bào các địa phương đang phải gánh chịu hậu quả của lũ lụt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng mở đợt vận động quyên góp cứu trợ bắt đầu từ ngày 6 cho đến ngày 31 tháng 10. Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng đợt cứu trợ này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đề nghị các địa phương, đơn vị hạn chế tổ chức đi riêng lẻ để mà giảm bớt khó khăn cho địa phương bị thiên tai và bớt hao tổn chi phí, cũng như là để giúp đồng bào được công bằng hợp lý, ưu tiên cho các địa phương bị thiệt hại nặng hơn. Điểm tiếp nhận tập trung của thành phố đặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, 55 Mạc Đĩnh Chi, quận 1 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 24 quận huyện của thành phố. Được biết, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng có kế hoạch tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia cùng với các địa phương bị thiên tai để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ta biết là cái câu lá lành đùm lá rách thì những người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đặc biệt là dân ở miền Nam, tức là chúng ta ở một cái địa phương được mưa thuận gió hòa nhiều hơn, rất ít khi bị những thiên tai lớn như thế, thì chúng ta cũng biết là những đồng bào chúng ta đang bị khổ, đang bị thiệt hại như thế. Nhưng mà cái tấm lòng vàng của những đồng bào ở miền Nam và trong thành phố Hồ Chí Minh này đặc biệt là không năm nào mà chúng ta không chứng tỏ ra cho mọi người thấy là cái câu lá lành đùm lá rách lúc nào cũng được nhân dân và những người dân ở miền Nam và ở thành phố Hồ Chí Minh này áp dụng. Bây giờ cũng nói về chuyện nước lên nước xuống thì ở thành phố Hồ Chí Minh triều cường sẽ đạt đỉnh 1m4 vào ngày 9 tháng 10. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa đưa ra dự báo cho biết trong 5 ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào đợt triều cường mới với mức triều đạt đỉnh vào ngày 9 tháng 10 là 1m4. Theo đó, bắt đầu từ sáng nay 7 tháng 10 và chiều ngày 8 tháng 10, trong vòng hơn 24 giờ, tại trạm Phú An thuộc sông Sài Gòn, mức triều đạt đỉnh 1m36. Đến ngày 9 tháng 10, triều đạt đỉnh 1m4 lúc 17h30. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 thì lượng mưa tại thành phố trung bình từ 70mm đến 100mm, 110mm.
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời điểm triều cường dâng cao có khả năng kết hợp với mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, hoạt động của vùng hoàn lưu áp thấp và nhiễu động gió đông trên cao có nguy cơ gây ngập úng trên diện rộng, bể bờ tràn bờ bao ở một số quận huyện ven sông rạch. Do vậy, hai quận Thủ Đức, quận 12 cần chủ động phòng tránh kiểm tra các vị trí bờ bao xung yếu có nguy cơ bị tràn bờ, bể bờ bao để kịp thời gia cố xử lý ngay ở thời điểm triều cường. Và bây giờ chúng ta chuyển sang một cái lĩnh vực sức khỏe công cộng. Chúng ta cũng biết rằng là trong cái mùa mưa này thì có những cái dịch bệnh nó xuất hiện coi như là mỗi năm thì đến hạn lại lên, mà chúng ta chưa có cái phương cách nào để mà diệt trừ hậu quả những cái dịch này. Những cái dịch nghe thì rất là đơn giản, năm nào cũng tái đi tái lại, như là dịch sốt xuất huyết và cái bệnh tay chân miệng. Thì năm nay đặc biệt là cái dấu hiệu là cái dịch càng ngày càng mạnh lên, càng lan rộng ra. Vâng. Thì ở Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cái biện pháp khẩn cấp để mà phòng chống dịch sốt xuất huyết. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, số ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại thành phố đang bước vào đỉnh của dịch. Trung bình một tuần có khoảng 475 ca sốt xuất huyết và 100 ca bệnh tay chân miệng. Sở Y tế đã yêu cầu các quận huyện triển khai chống dịch trên diện rộng, tập trung dập dịch ở những ổ dịch vừa và lớn, đặc biệt là tại các quận huyện có số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng liên tục gia tăng. Đó là những quận 5, quận 11, Gò Vấp, Bình Chánh, Tân Phú. Và hiện có 166 phường hoặc xã trên địa bàn là ổ dịch sốt xuất huyết. Số ca sốt xuất huyết ở các phường xã này chiếm đến 80% tổng số ca sốt xuất huyết trên toàn thành phố. Trong đó có 35 phường xã có ca bệnh sốt xuất huyết liên tục tăng trong 3 tháng qua. Trong tháng 9 vừa qua, số ca sốt xuất huyết của thành phố là 1.624 ca, tăng 3% so với cùng kỳ hồi năm ngoái. Cụ thể là tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện có 40 ca bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú, tăng 50% so với cùng kỳ của năm ngoái. Bệnh viện Nhi Đồng 2 mỗi ngày tiếp nhận từ 40 đến 60 lượt bệnh đến khám tay chân miệng và hiện đang điều trị nội trú cho 33 ca, trong đó thì đang có rất là nhiều ca bị biến chứng nặng. Và theo ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì số ca bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng và kéo dài cho đến hết tháng 10. Và chiến dịch chống dịch bệnh trên diện rộng sẽ được thành phố triển khai thực hiện trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 và thực hiện các biện pháp chống dịch bắt buộc ở 100 phường xã có số ca bệnh sốt xuất huyết tăng cao nhất. Đồng thời, Sở Y tế cũng chỉ đạo các quận huyện tăng cường các biện pháp để phòng bệnh tay chân miệng có khả năng tăng cao trong mùa dịch tháng 10 và vào tháng 11. Nên mà muốn tôi nghĩ là không thừa, chương trình Chào Ngày Mới xin nhắc lại với quý vị khán giả thân yêu là chúng ta ngừa cái bệnh này không khó. Chúng ta đừng có để những cái, thí dụ như ngừa sốt xuất huyết, chúng ta đừng có để cho những cái mặt phẳng, có cái mặt nước ở đâu đó nó hiện diện, thí dụ như lon, chai, lọ, hũ bể, rồi chúng ta để đó nước nó đọng, nhất là mùa mưa này. Cứ vừa đổ đi xong là một chiều một cơn mưa nó lại đầy, thì đó là nơi mà mũi vằn đó, nó sinh sôi, nảy nở, nó đẻ con luôn đó, rồi có lăng quăng, rồi không có gì diệt, rồi nó sinh ra bệnh, rồi nó truyền hết từ con này qua con khác, rồi nó truyền vào người. Còn bây giờ chúng ta chuyển sang lĩnh vực văn hóa. Trong cái không khí tưng bừng kỷ niệm những cái sự kiện trọng đại của đất nước, rồi hướng về 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, ở khắp mọi nơi đều có những cái hoạt động hết sức là thiết thực, những hoạt động rất là sôi nổi, nhắm hướng về tới để mừng thủ đô của chúng ta 1.000 năm tuổi. Và mọi người đều cảm thấy tự hào về cái sự kiện này. Ban biên tập chương trình Chào Ngày Mới đã phối hợp cùng với các nhà tài trợ là Công viên Văn hóa Đầm Sen, đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ngàn năm Thăng Long Hà Nội trên chương trình Chào Ngày Mới trong những ngày vừa qua mà quý vị cũng đã biết rồi. Cuộc thi với nội dung tìm hiểu về những kiến thức văn hóa, lịch sử, các địa linh nhân kiệt của vùng đất kinh đô Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay, thông qua hình thức đó là nhắn tin trả lời câu hỏi và nhận những giải thưởng thú vị từ Công viên Văn hóa Đầm Sen. Đây là một hoạt động rất là thiết thực của những người thực hiện chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm và niềm tự hào của chúng ta gửi về thủ đô yêu dấu. Và chúng tôi nghĩ rằng là sự quan tâm cũng như là sự tự hào đó đã được cả khán giả của Chào Ngày Mới thể hiện hết sức là ấn tượng. Bằng chứng là chúng tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn tham gia vào chương trình trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ Quảng Ninh, Bình Thuận cho đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đây rõ ràng là một thành công rất lớn của những người thực hiện chương trình. Và thông qua đó, rất nhiều người dân có thêm được cơ hội tìm hiểu về thủ đô, cũng như là thể hiện được tình cảm của mình. Và là một trong rất nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trước thềm đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.
Tôi cách đây 3 năm tôi cũng có dịp ra thăm Hà Nội một lần và thấy rất là thích cái không khí cũng như các cái địa điểm cổ kính của Hà Nội. Và gần đây thì tôi cũng thường xuyên theo dõi các cái chương trình để chuẩn bị cho đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Và gần đây nhất thì đài HTV7 thì có cái chương trình là tìm hiểu về Thăng Long Hà Nội, thì tôi thấy rằng chương trình này rất có ý nghĩa. Trong buổi lễ trao giải thưởng ngày hôm qua diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, có rất nhiều khán giả của chương trình từ các tỉnh xa cũng về tham dự. Chúng tôi cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy những cái vị đã tham gia đó. Mà rồi chúng tôi nghĩ là nếu không đến thì chúng tôi không gửi ra cái giải thưởng, nhưng mà làm sao mà cũng đến tham gia. Thế là một cái điều mà chúng tôi hết sức là xúc động. Điều này thì cũng cho thấy là quý vị khán giả đã rất quan tâm, mà quan tâm một cách gọi là sâu sắc đến cái chương trình vừa qua. Bên cạnh đó thì tham dự cái buổi lễ trao giải thưởng tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, khán giả cũng đã có cái nhân dịp này để tham quan một trong những cái khu vui chơi giải trí lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Công viên Văn hóa Đầm Sen trong những ngày này, mọi người có thể cảm nhận được rất rõ cái không khí kỷ niệm ngàn năm Thăng Long Hà Nội, rồi tận hưởng một góc Thăng Long Hà Nội qua những hoạt động được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Trong 3 ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 của tháng 10, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen sẽ tổ chức những hoạt động hướng về đại lễ như là hội thi lai kinh ứng thí, mô phỏng lại hình thức thi hương, thi hội, thi đình của ngày xưa, cuộc thi tái hiện lại nhân vật lịch sử là những nhân kiệt của vùng đất Thăng Long, cuộc thi đua thuyền rồng, một trong những trò chơi, hoạt động cộng đồng rất là phổ biến trong dân gian. Cuộc thi này tái hiện lại không khí hội hè của người dân Kinh Bắc. Có lẽ trong chúng ta có ít nhiều đã ít nhất một lần nếm thử cái thức ăn Hà Nội, thì có đâu xa, không lẽ là các bạn chưa bao giờ, quý vị bạn chưa bao giờ ăn tô phở sao? Đấy là hương vị Hà Nội. Thực phẩm Hà Nội thì len lỏi vào Sài Gòn đã từ rất lâu rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Và đối với nhiều người dân Tràng An xa quê đó, thì ngày xưa đó Hà Nội Thăng Long nó có cái tên nữa là Tràng An, kinh đô Tràng An đó. Thì nói chuyện Tràng An thì nhớ đến một dấu không thanh lịch của người Tràng An. Vâng, ta nhớ đến một cái không khí khác ngày xưa. Thì trong không khí đó lan tỏa những cái mùi, những cái nghệ thuật ẩm thực. Ví dụ như những cái món rất là dân dã, nhưng mà đi xa rồi là rất là nhớ. Đấy là bún thang chẳng hạn, hay là phở chẳng hạn, hay là mùi nước mắm cà cuốn ở trong Nam thì chúng ta không có rồi. Nhiều người lại không quen đâu. Nhưng mà đối với người Hà Nội đó là một cái hương vị thơm mà người ta không thể nào quên được. Hoặc là những cái vị chả cá, người ta cũng biết chả cá là nổi tiếng ở Hà Nội rồi đấy. Ở trong ký ức của họ thì lúc nào cũng hiện diện những cái kỷ niệm đó, cái kỷ niệm về ẩm thực đó là thể hiện lên một cái sự cái nét hào hoa của đất kinh kỳ. Và ẩm thực Hà Thành thì không chỉ là nỗi quyến luyến hương vị trên đầu lưỡi mà còn là tình cảm da diết với từng nếp ăn nếp ở từ ngàn xưa. Văn hóa ẩm thực Hà Nội luôn mang đến cho người thưởng thức sự êm ái, ngon lành và lắng động tâm hồn bốn phương hội tụ lại. Vâng ạ, bản sắc về ẩm thực Hà Nội thì chắc có lẽ là không chỉ thể hiện qua món ăn mà thể hiện qua cả cách mà người chúng ta sử dụng những món ăn đó như thế nào. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ đến ẩm thực thì chắc chắn là cũng là có một cái phong cách của người dùng nữa. Đối với người Hà Nội thì ăn với ai, ăn món gì và ăn như thế nào thì không chỉ là một phạm trù vật chất mà còn lại mang tính nghi thức và nghĩa tình. Cũng chính vì vậy mà ẩm thực Hà Nội cũng mang tính chất gia đình rất là đậm đà. Rất nhiều gia đình Hà Nội tại Sài Gòn thì luôn phải nhất thiết dùng đúng loại nhang trầm, ăn đúng loại bánh chè lam, ô mai sấu, uống đúng một loại nước mơ ngâm của quê nhà. Cái thú ăn uống của người Hà Nội lúc nào cũng chỉnh chu kiểu cách, và điều này đã tạo nên một nhu cầu có thật về những ngôi chợ, những gian hàng chuyên bán thực phẩm Hà Nội ở Sài Gòn, như là siêu thị Hà Nội chẳng hạn. Đến với những cửa hàng nho nhỏ như thế này thì người mua có thể mặc sức thỏa khẩu vị Hà Nội của mình với cơm ăn nào là hàng hóa chỉ có thể tìm thấy ở những gánh hàng quê miền Bắc với mức giá phải chăng, dù cho phải thường xuyên được chuyển trực tiếp vào bằng máy bay. Đối tượng khách hàng ở cửa hàng mình thì là đa phần thì là người Bắc, bởi vì người Bắc thì thường thường là họ chủ yếu đi tìm nguồn đồ thực phẩm ngoài Bắc để họ tiêu dùng. Ngoài ra thì cũng một thời gian ngắn trở lại đây thì người miền Nam nói chung cũng có bắt đầu biết thưởng thức cái đồ ẩm thực ngoài Bắc. Họ đi tìm những cái đồ theo mùa,
ví dụ như là cháy xấu chẳng hạn, là người miền Nam họ cũng bắt đầu biết ăn. Rồi là cửa hàng đây mình cung cấp vào mùa nào trước đó, chủ yếu là những cái mặt hàng xuất xứ từ Hà Nội và miền Bắc. Rồi họ tìm đến đây, ngoài những người Bắc ra thì họ tìm những sản phẩm truyền thống của quê hương, thì họ còn tìm người Nam thì họ tìm đến với những cái sản phẩm đặc thù của Hà Nội như là ô mai Hà Nội, có trái sấu dầm, rồi là những trái mơ ngâm đó. Rồi chủ yếu là mấy cả cộng thêm là những cái trái cây tươi theo mùa, mùa nhãn lồng Hưng Yên, rồi là hồng ngâm. Và ngoài những món mà anh Lê Hưng lúc nãy đã giới thiệu thì chúng ta thấy hiện tại ở Sài Gòn có rất là nhiều món ăn đặc trưng của Hà Nội như là cá chép kho riền, rau lăng luộc chấm mắm cấy, vân vân. Chúng ta thấy qua đó thì nét duyên văn hóa ẩm thực của Hà Nội đã dịu dàng đi vào Sài Gòn bằng tấm lòng của những người con đất Bắc và đặc biệt là những người phụ nữ Hà Nội. Có rất nhiều khán giả đã tâm sự với Chào Ngày Mới rằng họ nhớ da diết cái cách bà mình, mẹ mình mỗi sớm tinh sương đem về những món quà phạt là gói lạc rang húng liều, tấm bánh đúc sau buổi chợ. Nhớ như in cả khi họ được chỉ dẫn từ cách đi đứng, cách ăn nói thưa gửi trong mâm cơm của cả gia đình. Chúng tôi có dịp được gặp người phụ nữ Hà Nội nổi tiếng với tài nấu ăn tại đất Sài Gòn, được mệnh danh là nữ hoàng đầu bếp của Việt Nam ở thập kỷ 90. Những món ăn bà nấu đã đi vào lòng nhiều thế hệ. Và với những con người Hà Nội xa quê, hình ảnh, hương vị những món ăn Bắc bà nấu chính là những dư âm rất khó quên của bữa cơm gia đình ấm cúng. Đó là nghệ sĩ dân gian Nguyễn Doãn Cẩm Vân. Thứ nhất thì cảm xúc của tôi về món ăn Hà Nội là món ăn Hà Nội rất thanh và nhẹ. Hà Nội có những món ăn đặc trưng mà miền Nam không có. Dĩ nhiên là như vậy, bởi vì văn hóa từng vùng miền sẽ ảnh hưởng đến món ăn của vùng đó. Hàng ngày, tuy rằng sống giữa Sài Gòn, tôi vẫn nấu đa phần là những món ăn của người Hà Nội. Và những lúc đó, tôi thấy mình là người Hà Nội. Sống với Hà Nội trong ký ức, sống với những món ăn của Hà Nội và sống với những kỷ niệm mà bố mẹ đã để lại cho mình. Nói về món ăn Hà Nội thì có nhiều những món ăn rất là ngon. Chẳng hạn như Hà Nội có cái đặc điểm là Hà Nội bún, tức là Hà Nội có rất nhiều loại bún ngon, từ bún khô đến bún nước. Hà Nội của đậu phụ, Hà Nội của cốm, mùa này đang là mùa thu, Hà Nội của cốm, của chám, vân vân. Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất đó là nếu không thay đổi thì món ăn Hà Nội khó lòng tiếp cận được với người miền Nam. Tại vì người miền Nam thích ăn béo của nước dừa, thích ăn cái vị ngọt ngọt của đường. Tuy rằng không ngọt quá, nhưng mà rõ ràng để đi được một cuộc hành trình dài từ Bắc vào đến Nam, thì người Hà Nội cũng như là món ăn Hà Nội cũng đang bắt đầu phải chuyển mình để có thể là một người bạn rất dễ thương của những người Sài Gòn. Sự thay đổi đó có thể là từ cách trang trí, có thể là từ cái cách sử dụng những nguyên vật liệu của miền Nam để nấu thành những món ăn Bắc. Đồng thời cũng phải uyển chuyển một tí xíu, tức là như lúc nãy tôi nói là phải thay đổi khẩu vị. Như thế thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng cái phong cách ăn uống rất nho nhã của người Hà Nội đã trở thành một cái thương hiệu văn hóa quốc gia. Vượt lên trên nhu cầu thỏa mãn cái nhu cầu ăn uống thiết yếu đó, thì người Hà Nội đã tạo ra văn hóa ứng xử trong ăn uống. Nói như tiến sĩ Nguyễn Thị Bảy, trưởng ban di sản văn hóa Viện Văn hóa thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, thì người Hà Nội thưởng thức món ăn bằng tất cả các giác quan, ăn uống theo nhịp điệu thời gian, nhịp điệu mùa. Họ chú trọng sự phối kết mùi vị, màu sắc, tính chất thức ăn, quan tâm một cách tinh tế tới thời điểm, không gian và sự ý tứ trong ăn uống. Như vậy, chính môi trường sinh thái nhân văn đặc trưng của Hà Nội từ ngàn xưa đã khiến cho văn hóa ẩm thực Hà Nội thăng hoa, lắng động lại trong tâm hồn, và tài khéo của người Hà Nội từ xưa đến nay đã được chứng minh. Vâng ạ, chúng tôi nghĩ rằng là những thông tin về ẩm thực Hà Nội vừa rồi thì đã làm cho những người Hà Nội xa quê chợt nhớ đến quê nhà rất là nhiều, chợt cảm thấy rất là xúc động và lưu luyến, đặc biệt là trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Và dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội cũng là một dịp lễ lớn để tất cả mọi người con của đất Hà Thành hướng về quê hương thân yêu của mình. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua có rất nhiều cơ quan đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Và có thể kể đến hành trình giao lưu văn hóa từ mảnh đất phương Nam ra Hà Nội của hơn 180 bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở 13 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề Thăng Long hồn thiêng sông núi. Hoặc là đại tiệc 1.000 hương vị ẩm thực dâng lên đại lễ với lễ hội bia, triển lãm đồ uống, hội diễn món ăn ngon Hải Phòng sẽ được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam, nằm trong tuần lễ văn hóa thể thao du lịch Hải Phòng để chào đón đại lễ. Vậy là không chỉ có người Hà Nội, những ai đã từng sống, từng làm việc ở đất Hà Thành cũng đều có chung cảm xúc nao nức, muốn dành nhiều thời gian cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về mảnh đất văn vật này. Cũng nhân dịp này, rất nhiều tập thể đồng hương các tỉnh phía Bắc cũng bày tỏ tình cảm thiêng liêng của mình dành cho trái tim thủ đô Hà Nội với những nội dung phong phú trong các hoạt động họp mặt thường kỳ của mình. Những bài hát tình ca Hà Nội, làn điệu chầu văn xã thượng, quan họ kinh Bắc, hát sẩm v.v. chính là một trong những điểm nhấn văn hóa nghệ thuật trong buổi họp mặt Hội đồng hương tỉnh Bắc Ninh được tổ chức với sự kết hợp của trường Trung học phổ thông Duy Tân ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Đây là buổi lễ dân hương ngàn năm văn hiến tưởng nhớ về lịch sử phát tích và hình thành của vương triều nhà Lý ở mảnh đất Kinh Bắc, Bắc Ninh. Tươi đẹp và có bề dày văn hóa từ thời người Việt cổ. Bắc Ninh là một trong những địa phương có nhiều lễ hội, trong đó có những lễ hội lớn nổi tiếng cả vùng và cả nước như Hội Gióng ngày 9 tháng 4, Hội Dâu ngày 8 tháng 4, Hội Đền Đô, Hội Liêm, Hội Chùa Phật Tích. Mỗi lễ hội đều gắn với nét đẹp văn hóa truyền thống và những trang sử hào hùng của dân tộc. Và đây cũng là dịp để các thế hệ người Bắc Ninh, đặc biệt là các em học sinh của thành phố Hồ Chí Minh, có dịp tưởng nhớ lại quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Trong khuôn khổ buổi lễ này, các đơn vị giáo dục của tỉnh Bắc Ninh, các em học sinh trong chi hội đồng hương Bắc Ninh tại các quận cũng được tuyên dương khen thưởng bởi Sở Giáo dục tỉnh Bắc Ninh. Còn bây giờ là chuyên mục thường kỳ hàng tuần, giáo dục chìa khóa thành công. Kính thưa quý vị, từ lâu nhiều phụ huynh cũng đã quan tâm đến vấn đề cân nặng của chiếc cặp học sinh mà mỗi ngày con em mình phải mang vác đến lớp. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi dư luận xôn xao rất nhiều sau vụ việc một em gái lớp 4 ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bị gãy xương đòn ở vai do đeo cặp quá nặng, thì rất nhiều học sinh trở nên lo lắng hơn cho sức khỏe con em mình. Đây không phải là một câu chuyện lạ, một câu chuyện hy hữu nữa mà đã trở thành một cái giọt nước làm tràn cái ly trong dư luận, tràn cái ly bức xúc của dư luận. Chính là lời cảnh báo trông thấy được dành cho hiện tượng chưa phân bổ tốt chương trình của nhà làm giáo dục, mà trực tiếp nhất là tại chính ngôi trường mà các em đang theo học. Vâng ạ, gãy xương đòn vai là một trong những có thể nói là tác hại của việc mà chúng ta đeo cặp quá nặng. Bởi vì ở tuổi các em là cái tuổi đang lớn mà cặp nặng thì ngoài ảnh hưởng đến xương vai còn là xương cột sống mà sẽ để lại một cái di chứng rất là nghiêm trọng sau này. Và chúng ta cũng nên lý giải một chút về cái nguyên nhân tại sao mà chiếc cặp của các em quá nặng như vậy. Có thể xuất phát đầu tiên là từ tâm lý của các em nhỏ chúng ta. Trước đây khi mà đi học thì các em thường là phải đeo chiếc cặp rất là nặng. Bởi vì một cái tâm lý đơn giản đó là các em rất là lười hoặc là sợ phải soạn lại chiếc cặp của mình vào cái ngày hôm sau. Bởi vì các em sợ là chúng ta sẽ quên sách hay là quên một cái dụng cụ nào đó ở trong cặp và ngày hôm sau đi học thì lại không đầy đủ. Hay là tâm lý là đối với những cái môn ví dụ như là mỹ thuật, nhạc, thủ công thì ngoài sách vở để học thì chúng ta sẽ kèm theo những dụng cụ khác như là kéo, keo, bảng con, bút chì màu, sáp thủ công. Thì nếu như mà các em soạn lại cặp mà bỏ quên một cái thứ nào đó thì sẽ rất là bất tiện. Đó là lý do mà các em sẽ dồn tất cả những cái dụng cụ đó vào chiếc cặp của mình, dù là có học hay là không học môn đó đi nữa thì đến khi cần dùng cũng sẽ rất là tiện lợi cho mình. Như vậy có thể thấy rằng là không chỉ riêng chuyện là mang theo nhiều dụng cụ học tập mà chúng ta thấy là các môn học hiện nay thì đòi hỏi các em phải mang theo rất là nhiều tập vở. Ví dụ như là với môn địa lý thì học sinh phải mang thêm một quyển tập chép bài học, một quyển tập làm bài tập và một quyển atlas địa lý. Đó là chưa kể đến những hôm mà các em phải mang kèm theo 1 đến 2 quyển sách tham khảo cho đến 4 đến 5 môn học trong một ngày. Bằng một phép tính nhẩm đơn giản thôi, chúng ta có thể tưởng tượng được khối lượng đè nén lên vai của các em nhiều như thế nào. Chắc chắn là điều này gây ra những biến chứng khó lường cho hệ xương khớp còn non nớt của các em. Cái vấn nạn đặt ra là cái thì
thì là tại sao mà làm thế nào để cho cái khối lượng sách á, nó giảm xuống, mà người các em nhỏ như vậy thì làm sao mà mang được những cái thứ mà đa phần mà không phải là sách không, mà là còn có thức uống rồi đồ ăn gì đó. Tại sao là căng tin không đáp ứng đủ những cái nhu cầu về ăn uống các em, hay sao mà các em phải mang dự trữ quá nhiều đồ ăn như vậy? Thì như cái chuyện đó hình như là năm nào mình cũng thấy là báo chí cũng có đăng và cũng có nói nhiều về trong cái môi trường, trong các lớp học của bé. Thì mình không hiểu là thí dụ như ngày hôm đó có môn gì thì kêu mấy bé sắp xếp tập những môn đó, nhưng mà hầu như là các cô hình như là không có có chuẩn bị trước là như thế nào đó thì mình không hiểu, hầu như là bắt mang hết. Mình cũng có coi về một số về cái sự phát triển về của mấy bé như vậy đó, ảnh hưởng về chiều cao, ảnh hưởng về cuộc sống của mấy bé rất nhiều, nhưng mà hình như là các nhà trường nói chung luôn á không quan tâm đến chuyện đó, chỉ biết là phải mang tập hết vô trong trường, rồi cô cần dạy môn nào thì có sẵn môn đó để đem ra dạy cho con học thôi. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là bên cạnh việc đeo cặp quá nặng, những yếu tố khác tác động đến sức khỏe của các em như là ngồi học không đúng tư thế, cách đi đứng chưa chuẩn, bàn ghế không hợp với khung xương của các em cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm tệ thêm tình trạng về sức khỏe học đường của học sinh hiện nay. Chúng tôi cũng có một suy nghĩ rằng là nếu như mà các thầy cô quan tâm hơn, ngành giáo dục quan tâm hơn, tạo điều kiện cho các em đến trường với một tâm trạng thoải mái hơn, đơn giản là một chiếc cặp nhẹ nhàng hơn với những sách vở thật nhẹ và những cái đồ dùng học tập thật đơn giản, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu của chúng ta làm cho mỗi ngày đến trường là một ngày vui của học sinh của Sở Giáo dục Đào tạo của thành phố đề ra sẽ dần dần được hiện thực hóa. Bây giờ tiếp tục câu chuyện về giáo dục. Cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở năm 2010 đã được khởi động trên toàn quốc. Theo đó thì cuộc thi sẽ tiến hành qua 19 vòng thi từ cấp trường, cấp huyện tới cấp tỉnh và cuối cùng là vòng thi cấp toàn quốc. Trung bình 2 tuần một lần, học sinh thuộc các cấp học như chúng tôi đã nói trên sẽ dự thi tại website là volympic.vn. Các em có thể tham gia cuộc thi ở bất cứ thời điểm nào miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi hiện có trên website đó. Vòng thi cấp toàn quốc hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ dành cho học sinh lớp 5 và lớp 9. Vòng thi cấp toàn quốc tổ chức cho các tỉnh và thành phố trong cả nước sẽ có 63 giải vàng, 63 giải bạc, 63 giải đồng và 126 giải khuyến khích cá nhân được trao cho mỗi khối lớp trong toàn quốc. Căn cứ vào giải cá nhân sẽ xét giải thưởng tập thể cho đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, bao gồm 7 giải vàng, 14 giải bạc, 28 giải đồng và 14 giải khuyến khích. Có thể nói rằng là cuộc thi này nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông, tạo ra sân chơi trực tuyến môn toán cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh làm quen với Internet và có thể sử dụng Internet là một phương thức học tập hiệu quả của mình. Cuộc thi cũng tạo ra môi trường thân thiện, lành mạnh để các em học sinh tích cực giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Chào Ngày Mới của chúng ta hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng trà tổng hợp Dr. Thanh đã hỗ trợ thực hiện chương trình này. Chào ngày mới mỗi một ngày, lại mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý vị khán giả thông qua số điện thoại 22117979 hoặc địa chỉ email chào ngày mới@vision21.vn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.